Ở là chợ Cam cũng có bán ốc nè mọi người. Cô này bán 1 kg là 10 ringgit, tầm khoảng 50k Việt Nam đồng. Gặp một cái là tuyền chốt ngay một gỗ, ê hề. Giờ thì mình sẽ xử lý ốc bằng cách cho gừng nè với lại ớt vào, ngâm cho ốc nó nhả ra chất dơ mọi người. Mà phải công nhận, mấy con ốc này á, tươi thì có tươi thiệt, nhưng mà nó dơ lắm mọi người ơi. Ngâm một hồi á, tuyền ngâm từ sáng cho đến tối luôn là nó ra rất là nhiều rong rêu luôn nha. Tuyền phải rửa lại tầm khoảng 10 nước nó mới sạch đó mọi người. Mà ôi ôi, mấy bà ốc này mấy bà bám chặt ghê á mọi người. Không biết mọi người sao chứ, mỗi lần Tuyền đi chợ Cam là thấy cái gì cũng ham hết trơn, cái gì cũng muốn mua, rồi mua mớ ốc này về đâu có biết làm món gì đâu. Rồi sau khi mà hỏi mọi người ở trên kênh á thì đa phần mọi người gợi ý cho Tuyền á là làm ốc hấp xả. Ui, mà món này nghe cũng hấp dẫn nên là Tuyền làm luôn nha. Tuyền sẽ cho sả ớt vào nè, rồi cho nước vào. Cái này là ốc luộc sả chứ không giống ốc hấp sả hiên. Ăn ốc thì quan trọng là cái chén nước sốt này nè. Tuyền sẽ băm tỏi, ớt cũng như là sả, rồi cay mình cho vào cái chén, cho đường vào, mọi người đâm nhuyễn dày cho đường nó ra nước á, là cái nước sốt của mình nó sẽ sền sệt ăn ngon hơn. Tuyền thấy mẹ Tuyền hay làm vậy đó, chứ mình cũng chưa tự làm món này bao giờ. Tuyền sẽ cho nước mắm vào nè. Rồi giờ mời mọi người nghe. Khoan khoan, cái chén nước sốt này phải nặng thêm một trái đắt nữa mới ngon mọi người. Hồi nãy Tuyền quên ấy. Chứa nước miếng. Rồi, mời mọi người nha. Đã nha, đã nha. Chấm bằng miếng nước sốt nha. Để hạnh vô ngon hẳn hơn mọi người, tại vì nó có cái độ chua. Ăn nó cuốn hơn. Thì qua món tiếp theo, đó là hôm đi chợ Cam thì Tuyền cũng có mua trái quách. Đây là lần thứ hai mình ăn trái này nghe. Đợt trước Tuyền ăn á, thì mọi người có chỉ Tuyền á, là để trong hũ gạo đặng cho nó chín, hoặc là mình sẽ cắt một miếng nhỏ ra gì cho nó khở ra rồi mình phơi nắng nha. Nhưng mà ở Malaysia mấy gà không có nắng mọi người, nên là Tuyền đã để trong hũ gạo gần 1 tuần lễ rồi nha. Đợt trước không biết, Tuyền mua một trái quách nhỏ xíu, nó còn non nên rất là chát. Đợt này rút kinh nghiệm mua trái bự hơn, nhưng mà không biết là nó chín chưa mọi người. Rồi không biết là chín hay chưa chứ cũng nôn lắm rồi, giờ bổ ra nghe. Trời ơi. Nó thơm rồi mà ta. Rồi, ai cũng nói trái quách ngon lắm em ơi, trái quách mà đem đi dầm sữa, dầm đá, đồ ăn là nhất cái nách. Mà sao? Tuyền toàn là mua chúng trái quách sống không vậy mọi người, Sao để cả tuần lễ hoài nó vậy? không chín luôn, không biết làm sao luôn á. Tuần này nha, hình như là ăn nó ít chát hơn đợt trước nè, với lại nó mềm hơn. Có khi nào là mình để thêm vài ngày nữa nó chín không mọi người? Tức cái mình á, Tuyền mua có một trái một thôi à mọi người, mà ai cũng nói quách dầm sữa ăn ngon lắm, Tuyền nôn dữ lắm luôn á. Mà bây giờ thôi, bây giờ mình cho sữa lên luôn thử ăn nó làm sao hen. Giờ mình rưới nước sữa lên. Rồi cũng dầm dầm. Ăn kiểu nó béo béo, bùi bùi, ngậy ngậy. Có chát chát nhẹ nữa, để trái này còn sống. Ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn, buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài đúng không? Mưa nào mà hẩm tạnh